Chiến tranh từ lâu đã là một phần của lịch sử nhân loại, gây ra vô số đau thương và tổn thất cho con người và xã hội. Câu hỏi, tại sao thế giới luôn có chiến tranh? Dường như rất phức tạp, vì không chỉ có một nguyên nhân mà nhiều yếu tố kết hợp đã dẫn đến việc con người liên tục đối đầu. Những nguyên nhân này bao gồm sự tranh giành quyền lực, tài nguyên, ý thức hệ, lợi ích quốc gia cũng như tính chất của con người và cấu trúc chính trị của thế giới. Để hiểu rõ hơn về câu hỏi này, chúng ta cần đi sâu vào từng yếu tố, từ đó thấy rõ sự phức tạp của chiến tranh và vai trò của nó trong sự phát triển của xã hội loài người. tranh giành quyền lực và ảnh hưởng. một trong những nguyên nhân căn bản của chiến tranh là sự tranh giành quyền lực và ảnh hưởng giữa các quốc gia. nhiều nước muốn căn định vị thế của mình trong hệ thống quốc tế hoặc nắm quyền kiểm soát đối với các khu vực quan trọng về chiến lược thông qua việc mở rộng quyền lực và ảnh hưởng một quốc gia có thể kiểm soát các tài nguyên, tạo sức mạnh quân sự và tăng cường vị thế trong khu vực. Điều này đã được thể hiện trong nhiều cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử, chẳng hạn như cuộc chiến của đế quốc La Mã, đế quốc Ottoman, hai thế chiến thứ nhất và thứ hai, khi các nước lớn như Anh, Đức, Nga và Nhật Bản cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình. Sự cạnh tranh tài nguyên. Tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và sức mạnh của mỗi quốc gia. Khi nguồn tài nguyên khan hiếm, sự cạnh tranh giữa các quốc gia càng gia tăng. Các quốc gia thiếu hụt tài nguyên có thể xâm lược những nước giàu tài nguyên để đảm bảo nguồn cung cho sự phát triển của mình. Chiến tranh Iraq năm 2003 là một ví dụ nổi bật khi nhiều ý kiến cho rằng một trong những động cơ của Hoa Kỳ trong việc can thiệp quân sự là nhằm kiểm soát dầu mỏ ở khu vực Trung Đông. Trong lịch sử, những cuộc chiến vì tài nguyên không chỉ giới hạn ở dầu mỏ mà còn liên quan đến nước ngọt, đất canh tác hai các kim loại quý. Xung đột ý thức hệ. Ý thức hệ là một trong những lý do quan trọng dẫn đến chiến tranh. Các quốc gia hoặc tổ chức thường có những quan điểm khác nhau về tôn giáo, chính trị, kinh tế và xã hội. Khi một nhóm người cố gắng áp đặt ý thức hệ của mình lên nhóm khác, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Điển hình là chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, khi hai siêu cường này đại diện cho hai hệ thống chính trị đối lập là tư bản và cộng sản. Cuộc xung đột này dẫn đến các cuộc chiến tranh gián tiếp tại nhiều nơi trên thế giới, từ Việt Nam, Afghanistan, Triều Tiên cho đến Cuba. Bảo vệ lợi ích quốc gia. Một trong những yếu tố khác dẫn đến chiến tranh là sự xung đột về lợi ích quốc gia. Các quốc gia có những lợi ích kinh tế, quân sự và chính trị riêng biệt mà họ cố gắng bảo vệ. Đôi khi, lợi ích của quốc gia có thể xung đột với lợi ích của quốc gia khác dẫn đến việc sử dụng quân đội để bảo vệ các quyền lợi này thực tế là nhiều quốc gia không chỉ bảo vệ lợi ích trong biên giới quốc gia mà còn tìm cách duy trì ảnh hưởng tại những khu vực quan trọng về địa chiến lược bản chất và tâm lý con người có một số lý thuyết cho rằng chiến tranh là một phần trong bản chất của con người từ thời xa xưa tổ tiên của loài người đã phải đối mặt với những cuộc chiến để bảo vệ lãnh thổ tìm kiếm nguồn sống và sinh tồn tâm lý của sự cạnh tranh và giành quyền kiểm soát đã hình thành sâu trong bản năng của con người. Một số người tin rằng chiến tranh là một phản ứng tự nhiên của loài người trước sự bắt công, áp bức hoặc là phương tiện cuối cùng để đạt được mục tiêu khi các giải pháp hòa bình không thành công. Sự hình thành các khối liên minh và đối đầu, cấu trúc chính trị quốc tế với các liên minh và khối đối đầu cũng góp phần dẫn đến chiến tranh khi một quốc gia hình thành liên minh với các nước khác để bảo vệ quyền lợi của mình điều này có thể gây ra căng thẳng với các khối đối lập chiến tranh thế giới thứ nhất là một ví dụ điển hình khi các khối đồng minh như liên minh trung tâm đức áo hung và phe hiệp ước anh pháp nga đối đầu nhau liên minh quân sự thường tạo ra cảm giác an toàn ảo khiến các quốc gia có xu hướng sử dụng bạo lực để đạt được lợi ích mà không sợ hậu quả sự phát triển và phô trương sức mạnh quân sự các quốc gia luôn đầu tư vào phát triển sức mạnh quân sự nhằm bảo vệ đất nước và duy trì vị thế trong hệ thống quốc tế tuy nhiên khi một quốc gia có sức mạnh quân sự vượt trội họ có thể cảm thấy có quyền sử dụng lực lượng vũ trang để đạt được mục tiêu chính trị và kinh tế việc phô trương sức mạnh quân sự đặc biệt là trong thời hiện đại với các công nghệ tiên tiến có thể tạo ra cảm giác cạnh tranh và đối đầu điều này thường dẫn đến căng thẳng giữa các quốc gia đặc biệt là khi một số quốc gia lo ngại về khả năng quân sự của các quốc gia khác Chiến tranh là một hiện tượng phức tạp và đa chiều với nhiều nguyên nhân đang xen. Thế giới có thể tồn tại hòa bình nếu các quốc gia cam kết giải quyết mâu thuẫn qua đối thoại và hợp tác. Tuy nhiên, để làm được điều này, các quốc gia cần phải đánh giá lại lợi ích của mình, tôn trọng sự khác biệt và thiết lập các cơ chế giải quyết xung đột hiệu quả. Chiến tranh có thể đã đóng vai trò trong sự phát triển của nhân loại, nhưng với sự tiến bộ của xã hội và các phương tiện giải quyết xung đột hiện đại, chúng ta cần nhận thức rằng không có lý do nào đủ mạnh mẽ để biện minh cho sự tổn thất và đau thương mà chiến tranh đã gây ra.